Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn làm màu vàng vàng của Nhật. Đầu tiên là cái màu đấy nó sẽ hơi thiên về ánh sáng, thì mình sẽ phải tăng sáng lên, nhưng mà tăng sáng đi một chút này. Rồi, ok. Rồi, ảnh nó sẽ hơi cháy vì mình sẽ phải giảm highlight xuống này. Đây, giảm highlight. Mọi người có thể giảm highlight và giảm sáng làm sao nó bù trừ một chút hợp lý. Rồi. Rồi, ok, như này là mình rồi mình cảm thấy ok rồi. Đấy. Rồi, ok. Này tăng sao đâu lên một chút cũng được. Rồi. Ok. Rồi. Rồi nha. Sau đó thì mình sẽ giảm cái màu chút. Cái vùng sáng còn tối mình sẽ tăng sáng lên. Sau đó mình sẽ kéo lại như này. Để lấy lại con trách. Rồi. Tiếp theo, đơn giản thôi. Thế là cái vùng này thì mình để giảm màu vàng này xuống xanh xuống chút này. Và màu xanh này lên một chút. Ok. Tiếp theo. Màu da là màu orange này, mình giảm orange xuống chút, tăng màu sáng orange lên, để lại ám xanh một chút giống phim thì đó, mình lên lại ám xanh chưa đấy. Rồi, sau đó mình sẽ đẩy lại cái vùng này, kéo tất cả cái này nó giống nhau nha, một chút thôi. Ok, sau đó mình quay lại cái màn ghi này. Rồi, như này. Là vùng tối mình sẽ vùng sáng sẽ ám. Đây, vùng tối đây. Nó sẽ ám green nhiều hơn. Thấy không? Rồi. Mình giảm bớt lại xíu xíu thôi. Tăng lại cái vùng tối sáng được hết. Rồi. Rồi, ok. Thế là chúng ta đã có một cái ảnh. Rồi. Đây, mọi người thấy đây. Đó, chỉ là màu vàng. Thằng hot trend bây giờ là màu xanh và buổi tối. Ok, tạm biệt mọi người nhé, chào mọi người ở trong cái video sau.